tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ đến với các bạn với một phần đầu tiên của chuyên mục học tiếng Trung, tự học tiếng Trung online. Cái phần đầu tiên mà chúng ta đang phải giải quyết đó chính là phần phát âm trong tiếng Trung. Các bạn hiểu nôm na cái quá trình các bạn học tiếng Trung và cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Thứ nhất là chúng ta phải học được phát âm này, cách ghép vần này và đọc được cái phiên âm tiếng Trung. Sau đó thì chúng ta cần phải biết là chữ Hán gồm những nét gì hợp thành này, và gồm mấy nét chữ cơ bản, nét nào viết trước, nét nào viết sau, và phương pháp nhớ cái chữ Hán đó, và sau đó vào từng bài một. Ví dụ như quyển 1, quyển 2, Hán ngữ 1 thì chúng ta phải giải quyết được là nhớ được khoảng 300 chữ Hán. Quyển 3, quyển 4 chúng ta nhớ lên khoảng 1.500 chữ Hán. Quyển 5, quyển 6 lên khoảng 2.500 đến 3.000 chữ Hán. Và tất cả chữ đó chúng ta ghép lại và có thể nói được, sử dụng trong đời sống được, đi thi hát ca được, đỗ được, hát ca cấp 4 hoặc là cấp 6. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đi sống suốt quá trình học cái khóa học tiếng Trung online của chúng ta. Thế thì nhiều bạn mới hỏi là thế em muốn là theo đuổi đầy đủ, viết được chữ Hán, rồi là phát âm được, rồi là nhớ được các cái chữ Hán như thế và sử dụng được nó, thì các bạn sẽ mua cái chương trình học tiếng Trung online của tôi làm. Đó là cái chương trình học tiếng Trung online của thầy Phạm Xuân Châu đấy. Thì các bạn sẽ theo đuổi từ Hán 1, Hán 2, Hán 3, Hán 4 đấy. Cứ dọc đi lên như vậy. Và các bạn có thể, kể cả mình học tại nhà, học không có đến trung tâm, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể thi được HK và có thể làm ăn kinh doanh buôn bán với người Trung Quốc được. Và cái phần đầu tiên của ngày hôm nay đó là phần học phát âm, thì các bạn chú ý cùng với mình nhé. Nó rất là đơn giản, nó không khó. Mình không dạy giống như là sách giáo khoa dạy, mà mình sẽ chỉ chọn ra những thứ mà các bạn gặp khó khăn, các bạn không hiểu. Những cái gì khác biệt so với tiếng Việt mình thì chúng ta mới cần phải học. Thứ nhất, các bạn để ý ở đây là các bạn thấy có chữ bờ. Chữ bờ thì các bạn sẽ đọc thành trong tiếng Trung ấy, thì người ta gọi là một cái, Việt Nam gọi là phụ âm đấy. Thì tiếng Trung người ta gọi cái này là thanh mẫu. Chữ bờ ấy, thì các bạn đọc thành chữ P nhé. Chữ bờ đọc thành chữ P. Chữ O là một cái, tiếng Trung gọi là một cái vận mẫu, thì tiếng Việt mình gọi là vần đấy. Thì chữ O này thì các bạn đọc là ua nhé. Bờ thì đọc thành P này, O đọc là ua này. Ta thử nhé. Pua, 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 pua. Chúng ta tập lại. Pua, 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 pua. Ok. Bây giờ chúng ta sang chữ P nha. Chữ P thì các bạn phải bật hơi. Bật hơi, O thì vẫn đọc là ua thôi. Thế bật hơi thì bật như thế nào? Bắt đầu thử này. Hai cái môi mình mép này. Rồi bắt đầu mới đẩy ra này. Pua, pua, pua. Hô. Khi mà phát âm này thì hai cái môi nó mở nhanh ra, đúng không? Thử lại nhé. Hô, 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 hô. Đó, đây là cách đọc của chữ P. Thế còn chữ giờ thì các bạn đọc thế nào? Chữ giờ các bạn đọc thành chữ tờ nhé. Thử luôn này. Tưa, tứa, tửa, tựa. Tờ bình thường. Còn chữ giờ thì đọc thành chữ tờ. E thì các bạn đọc là ư nhé. Tập lại nhé. Tưa, tứa, tửa, tựa. Rồi, chữ tờ các bạn đọc chữ thờ nhé. Thưa, thừa, thừa, thưa. Và nó có một chút bật hơi trong nó đấy. Chúng ta tập lại nhé. Thưa, thừa, thừa, thưa. Chúng ta làm lại này. Búa, 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 búa. Ok, chữ P bật nhé. Búa, 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 búa. Chữ giờ và chữ tờ nhé. Tưa, tứa, tửa, tựa. Tờ là chữ thờ nhé. Thưa, thừa, thừa, thưa. Có một số bạn nói là thầy dạy nhanh quá, rất đơn giản thôi. Mình, các bạn xem này mà các bạn thấy hay hơi nhanh, bạn có thể tua lại được mà, đúng không? Hiện giờ thì mình rất thú vị với cái phương án là dạy tiếng Trung qua các clip. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn xem online trên YouTube, các bạn có thể tua qua tua lại được, đúng không? Các bạn có thể download về trên máy, cất lên chuyển sang dạng MP3 để nghe cũng được. Nên nó rất là tiện lợi. Đấy chính là cái phương án học mà mình cảm thấy là đơn giản, dễ hiểu và trực quan sinh động.
Các bạn đi tiếp sang chữ G nhé. Chữ G thì các bạn làm những cờ. Nhưng mà đừng có thơ, thử luôn này. Cơ, cửa, cửa, cửa. Đúng không? G làm cờ nhé. Cơ, cửa, cửa, cửa. Tập lại. Cơ, cửa, cửa, cửa. Bây giờ chữ K, các bạn bật hơi nhé. Cơ, cửa, cửa, cửa. Chữ K các bạn, nó cách đọc như thế này. Các bạn để ý cái đầu lưỡi này, mặt lưỡi và gốc lưỡi, bạn tì gốc lưỡi xuống hàm dưới, đấy. Hơi từ bụng bật ra rất mạnh. Chúng ta tập lại nhé. Khưa, khứa, khửa, khưa. Đó. Chúng ta tập lại chữ K nhé. Khưa, khứa, khửa, khưa. Rồi. Bây giờ sang chữ H thì nó nằm giữa chữ G với H nhưng mà nó không bật hơn, nó rất nhẹ nhàng. Là chữ H như thế này. Thế thì E thì đọc là ưa rồi, đúng không? Đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi thì ta vẫn tì cái gốc lưỡi xuống hàm dưới nhưng mà hơi đẩy ra rất nhẹ nhàng thôi. Khưa, khứa, khửa, khưa. Đó, chúng ta làm lại chữ hát nhé. Khưa, khứa, khửa, khưa. Rồi, chúng ta tập lại toàn bộ hệ thống phụ âm một thêm lần nữa này. Pua, 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 pua. P bật hơi. Pua, 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 pua. Giờ đoàn tờ nhé. Tưa, tứa, tửa, tửa. Tờ đoàn tờ nhé. Thưa, thừa, thừa, thưa. Ok. Chữ G là cờ. Cơ, cửa, cửa, cửa. Bây giờ chữ K một hơi này. Khơ, khứa, khửa, khơ. Chữ H nhẹ. Khơ, khứa, khửa, khơ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục sang một cái cặp âm. Nó cũng là phụ âm trong tiếng Trung. Mà cặp âm này thì chúng ta sẽ làm một cái bảng so sánh cho nó rất là dễ nhớ. Thứ nhất là chữ G. Chữ G thì các bạn sẽ so sánh với chữ Q. Chữ G thì thẳng lưỡi, không một hơi, trở nhẹ. Hai cái âm này, hai chữ G và chữ Q đều được gọi là âm mặt lưỡi. Mặt lưỡi là thế nào? Đầu lưỡi, mặt lưỡi và gốc lưỡi. Bạn tì cái mặt lưỡi xuống hàm dưới, nhưng hơi từ bụng đẩy ra rất nhẹ nhàng. Mình thử chữ G nhé. Chi, chí, chỉ, chi. Tập lại nhé. Chi, chí, chỉ, chi. À, đây là con gà. À, chữ G này là con gà. Chúng ta tập lại. Chi, chí, chỉ, chi. Rất mềm mại đúng không nào? Thế còn chữ quy này thẳng lưỡi, bật hơi và trở nặng. Ta tập thử chữ quy nhé. Chi, chí, chỉ, chi. Các bạn thấy không? Hơi nó đẩy rất là mạnh. Nó khác nhau. Không bật hơi, bật hơi nhá. Chúng ta lại chữ quy này. Chi, chí, chỉ, chi. Chúng ta vẫn tì toàn bộ mặt lưỡi xuống hàm dưới, đúng không? Nhưng hơi bật mạnh. Làm lại này. Chi, chí, chỉ, chi. Chúng ta tập lại chữ gì nhé. Chi, chí, chỉ, chi. Chữ quy nhé. Chi, chí, chỉ, chi. Thế thì chúng ta có chú ý một chút. Cái này là số, đây là gì? Đây là con gà. Thế cái này nếu mình chúng bật hơi là gì? Là số 7. Chúng ta thêm một lần nữa nhé. Chi, chí, chỉ, chi. Chữ quy bật này. Chi, chí, chỉ, chi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một cặp âm khác. Các bạn nhìn nhé. Chữ S mà đi với Y ấy, thì các bạn phải đọc là Ư nhé. Nguyên tắc là Y được đọc là Ư khi đi cùng với S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R. Và trường hợp này, Y phải đọc là Ư này. Bây giờ ta sẽ có một cái cặp âm giữa SC và SCH. Chúng ta phân biệt nó cách đọc làm sao. Bởi vì nó hơi khác tiếng Việt nên phải tập. Chúng ta tập nhé. Sư, sứ, sử, sư. Thế vấn đề của chữ S đấy là như thế nào? Các bạn đặt đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi. Âm này thì gọi là âm đầu lưỡi. Thì đầu lưỡi sẽ cắm vào mặt sau và lên trên. À, như thế. Và chúng ta cũng đặt đầu đẩy nhé. Bắt đầu đẩy. Sư, sứ, sử, sư. Vậy ta ra được chữ SC đúng không? Chúng ta lặp lại lần nữa. Sư, sứ, sử, sư. Rồi. S thì khác nhau ở địa. Với cả S thường nó là như thế này. Đầu lưỡi các bạn cuộn lại. À, đầu lưỡi cuộn lên như thế này. Chúng ta tập nhé. Sư, sứ, sử, sư. Đó. Chúng ta cuộn đầu lưỡi lên này. Đây đây, đầu lưỡi, mặt lưỡi, gốc lưỡi đúng không? Ta cuộn lên nhé. Sư, sứ, sử, sư. Rồi, ok. À, bây giờ chữ C. Chữ C là một âm khó và nhiều bạn phát âm sai. Nhưng mà có cách này thì đơn giản, không sai nữa. Thứ nhất này, nó cũng là đầu lưỡi. Đầu lưỡi cắm vào mặt sau ra trên. Nhưng mà đầu lưỡi nó, đây, cái này, cái luồng hơi đó, đẩy ra rất là mạnh. Thử nhé, thử này. Hơi từ bụng đẩy ra mạnh này. Đầu lưỡi cắm vào sau ra trên. Chữ, 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 chữ. Chúng ta tập lại nhé. Chữ, 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 chữ. Đó. Thế ta được chữ C rồi.
chữ CH các bạn làm như sau: đầu lưỡi cuộn lại, đầu lưỡi cuộn lên, đặt vào ngạc cứng hàm răng trên, hơi bật ra mặt nhé, cũng âm âm bật hơi này, chữ 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 chữ, đó, chữ C chúng ta làm lại nhé, chữ 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 chữ, rồi, bây giờ sang chữ Z, Z thì thế nào? Các bạn thẳng lưỡi, không bật hơi, chờ nhẹ, bây giờ thử luôn nhé, đầu lưỡi vẫn cắm vào mặt sau răng trên này, chữ 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 chữ, ok, lại nhé, chữ Z này, chữ 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 chữ. Rồi, thế ZH thì làm thế nào? ZH các bạn cuộn đầu lưỡi lên, đặt vào ngạc cứng ở trên, hơi cũng không bật ra đâu nhé, rất nhẹ nhàng thôi. Thử luôn này, ZH này, chữ 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 chữ. Rồi, chúng ta đã có cái chữ này, ZH này, các bạn làm lại nhé, ZH cuộn lưỡi này, chữ 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 chữ. Rồi, bây giờ chúng ta còn gì? Còn chữ L. L này thì vấn đề của chữ L làm thế nào? Các bạn cong lưỡi và dây thanh, đây, dây thanh đây, hai cái dây thanh đây, dùng nhá, thử luôn này, đầu lưỡi cuộn lên, rư 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 rư, đó, chúng ta làm lại nhá, rư 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 rư, ok, chúng ta luyện lại thêm lần nữa, chữ S này, sư 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 sư, S này, sư 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 sư, chữ C thẳng lưỡi, bật hơi vị trí đầu lưỡi cắm mắt sòn lên trên. Chữ 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 chữ, sẽ hát cao một lưỡi trở lại, chữ 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 chữ. Rồi chữ Z thẳng lưỡi, không bật hơi, đầu lưỡi cắm mắt sau răng trên, thử nhá, chữ 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 chữ, ok, sẽ hát cuộn lưỡi lại, chữ 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 chữ, R cong lưỡi vào dây thanh không dung, thử nhá, rư 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 rư. Bây giờ chúng ta làm lại lần nữa, sư 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 sư, sư 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 sư, chữ 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 chữ, chữ 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 chữ, Z này, chữ 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 chữ, ZH này, chữ 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 chữ, L cong lưỡi và dây thanh dung, rư 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 rư. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần kế tiếp. Đó là phần nguyên âm, tiếng Việt mình gọi là nguyên âm. Tiếng Trung thì người ta gọi gọi là vận mẫu đấy. À, nhưng mà tiếng Việt mình cứ hiểu nó là nguyên âm. Cái nguyên âm thứ nhất ta có là chữ O nhé. Chữ O trong tiếng Trung thì người ta sẽ đọc là U. À, chúng mình tập thử nào. U U U U. Tập lại nào. U U U U. Bây giờ chữ E thì có hai cách đọc. Một là các bạn sẽ đọc là ơ, hai đọc là ư. Đọc là ơ khi cùng l giờ n m, ta thử nhé. L, l cũng nghe đọc là l. Chữ giờ cũng nghe sẽ đọc là t, và n cũng nghe sẽ đọc là n. M cũng nghe sẽ đọc là m. Thử này. L, t, n, m. Đó. E được đọc thành ơ khi cùng với l giờ n m nhé. Còn bình thường sẽ đọc là ư. Tập thử nhé. Ưa, ứa, ửa, ưa. Ví dụ thế. Bây giờ sang chữ Y nhỉ. Thì bình thường nó vẫn đọc là Y thôi. Còn nó sẽ đọc là ư khi cùng S, SH, Z, ZH, C, CH và chữ R. Tập ví dụ nhé. SC mà đi với Y các bạn đọc là sư, sứ, sử, sư. SH mà đi với Y các bạn đọc là ư nhé. Đầu lưỡi cuộn là sư, sứ, sử, sư. Bây giờ Z mà đi với Y cũng đọc là ư luôn. Chữ 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 chữ. ZH mà đi với Y thì cuộn lưỡi lại. Chữ 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 chữ. Chữ C đi với Y bật hơn. Chữ 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 chữ. CH mà đi với Y cong lưỡi bật hơn trở lại. Chữ 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 chữ. R mà đi với Y cong lưỡi dây thanh dung. Rư 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 rư. Đó. Thế thì chúng ta có tiếp một cái U ở trên đầu có hai cái chấm thì bạn đọc thế nào? Uy nhé, âm tròn môi cho những khi âm tắt này. Uy, 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 uy. Nào, chúng ta đọc là uy, 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 uy. Ok, E với Y thì bạn đọc là gì? A nhé, đọc nào. A, 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 A. Rồi, O với U đọc là gì? Âu nhé. Âu, 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 Âu. Rồi, chúng ta đọc lại vòng nữa nào. O là ua nhá. Ua, 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 ua. Rồi,
E là ơ nha. Ơ. Rồi. Thế nó đọc là ơ đi cùng với trường hợp nào? L giờ là mở. Thử này. L, 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 l. Chữ giờ cũng nghe. Tờ. Nhưng nó trường hợp này lại không đọc thế, mà nó đọc là ưa nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái ưa thì nó mới có nghĩa, còn ơ nó không. Thường là tưa, tửa, tửa, tượng. Rồi, chữ N cộng với E. N, 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 N. Hay là chữ M, đúng không? M, 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 M. Rồi, bình thường thì E đọc là ưa đúng không? Tập này. Ưa, ứa, ửa, ựa. Rồi, Y thì có hai cách đọc. Một là đọc là Y khi dùng các cái phụ âm bình thường khác. Thế còn Y sẽ đọc là ư khi đi cùng S, N, Z, Z, C, C, H, chữ L. Ta tập lại lần nữa này. Sư, sử, sử, sư. S, sư, sử, sử, sư. Z, chữ, 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 chữ. Z, H, chữ, 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 chữ. Rồi, C, thẳng lưỡi, bút hơi, vị trí đầu lưỡi cắm mắt sau dưới trên. Chữ, 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 chữ. CH cong lưỡi bút hơi chữ nào? Chữ, 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 chữ. R cong lưỡi xin em dùng. R, 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 r. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ ba. Tiếng Việt mình gọi là dấu, đúng không? Tiếng Trung người ta là thanh điệu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy các dấu như sau. Ngang là này, dấu dấu sắc này, với dấu chữ V này, dấu dấu huyền này, hoặc là trên đầu không dấu gì. Thì cách cách đọc các cái dấu này như sau. Người ta gọi là có 5 thanh hoặc là 4 thanh. 4 thanh là họ không tính cái thanh nhẹ. Đấy. Thế còn 5 thanh là mình tính là cái thanh nhẹ hay là còn thanh không. Đấy. Thì bây giờ nhé, đầu tiên bạn nhìn này thì nó viết ngang ra. Đọc giống như là không có dấu gì trong tiếng Việt nhưng đọc hai nhịp cho mình. Thử luôn nhé. O đọc là U, B đọc là P. Lại này. Pua, đúng không? Chúng ta làm lại nhé. Để chúng ta có cái này. Chúng ta sẽ làm pua hai nhịp rồi. Cái thứ hai dùng dấu sắc lên púa púa cũng hai nhịp lại nhé, púa. Rồi cái thứ ba cũng hai nhịp pùa pùa đó. Thế còn dấu huyền mấy nhịp? Một nhịp quát thử nhé. Pùa pùa một nhịp thôi. Pùa quát lên. Thế còn cái thanh nhẹ thì đọc là một nhịp không quát. Pùa. Chúng ta đi hết cả hệ nhé. Pua, 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 pua. Xong. Lặp lại nhé. Pua, 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 pua. Hết. Chúng ta làm lại thêm một lần nữa. Cái dấu. Chúng ta chỉ cần thêm dấu này nữa là coi như là hệ thống phát âm của chúng ta đã hoàn hảo. Ta có phụ âm rồi, ta có nguyên âm rồi, vậy ta có dấu nữa là ok, đúng không? Chúng ta làm lại. Dấu này. Thứ nhất, thanh ngang. Pua, pùa, 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 pùa. Thứ nhất, cái thanh một này thì làm sao? Kéo dài ra, hai nhịp. Pùa, cái dấu sắc cũng hai nhịp. Pùa, đó là thanh hai đấy. Thanh ba thì đi hết chữ V rồi mới được dừng. Đọc giống như ở dấu hỏi của Việt Nam mình nhưng mà hai nhịp. Lại nhé. Pùa, ok. Cái thanh tư của họ. Đấy, Việt Nam mình thấy giống cái dấu huyền ấy. Thì quát lên và một nhịp thôi. Pua, pua, một nhịp quát. Pua, pua, pua. Rồi, thế còn thanh nhẹ, một nhịp không quát. Pua, pua, pua. Vậy thôi. Thế là chúng ta đã có được phụ âm, nguyên âm, dấu. Và bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp. Chúng ta ghép thẳng vào chữ luôn để xem đọc như thế nào. Chúng ta chỉ cần một cái clip đơn giản như này thôi là chúng ta đã giải quyết được xong phần phát âm. Và sau đó từng bài trong cái quá trình trong cái khóa học tiếng Trung online này thì mình sẽ chỉnh cho các bạn, sửa cho các bạn để mỗi ngày thì cái phần phát âm của các bạn nó sẽ tốt hơn lên một chút. Rồi, vừa rồi là chúng ta đã có phụ âm, nguyên âm, dấu, tức là hệ thống về lý thuyết là chúng ta đã nắm tốt rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta phải đi vào thực địa và chúng ta xem chúng ta có đọc nổi không, các cái âm mà có liên quan đời sống thực tế hay không, và để nó có những cái gì sai khác chúng ta sẽ sửa cùng với nhau luôn nhé. Thứ nhất, chữ bờ lúc nãy vừa học là chữ P đúng không? A thì vẫn là A thôi. Cái gì giống tiếng Việt mình không dạy. Dấu huyền thì quát lên một chút. Chúng ta tập nhé. Pa 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 có nghĩa là bố. Chúng ta tập lại. Pa pa. Chữ M này. Nếu mà nó có trên đầu có cái
thay một thì đọc hai nhịp đúng không? Còn trên đầu không có dấu gì thì đọc một nhịp thôi, gọi là cái này thanh nhẹ đấy đúng không? Chúng ta đọc lại ma mà ma mà, có nghĩa là mẹ. Tập lại ma mà ma mà. Rồi anh trai cưa cửa cưa cửa. Cưa cửa là gì? Anh trai chữ g thì bạn đọc là chữ cờ đúng không nào? Em đọc là ư. Cho nó tập lại cưa cửa cưa cửa. Chữ giờ là chữ tờ nhé. Ti tỉ ti tỉ ti tỉ. Ti tỉ là đệ đệ để làm trai. Anh trai là cưa cửa đúng không? Rồi cho nó tập lại ti tỉ ti tỉ. Rồi bây giờ chúng ta phân tích tiếp. E với y thì đọc là ây rồi đúng không? Mây mẹ mây mẹ là muội muội là cô em gái đúng không? Tập lại mây mẹ mây mẹ. Chữ gì ấy thì các bạn giống như trời nhẹ đúng không? Thẳng lưỡi không một đôi trời nhẹ. Âm này được gọi âm mặt lưỡi. Chữ ye thì các bạn đọc là yên 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 đúng không? Cho ta thử nhé. Chìa chiếc chìa chiếc. Chìa chiếc là chị gái chồng này. Lão cung lão cung. Vợ này. Lão phúa lão phúa phúa phúa. O là ua đúng không? Vợ người ta đọc là gì? Lão phúa lão phúa. Chồng đọc là lão cung lão cung. Chị gái chìa chiếc chìa chiếc. Em gái mây mẹ mây mẹ. Em trai ti tỉ ti tỉ. Anh trai cưa cửa cưa cửa. Mẹ ma mà ma mà. Bố pa 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 pa. Đó chúng ta đi lại thêm một lần nữa nhé. Pa pa ma mà cưa cửa ti tỉ mây mẹ chìa chiếc lão cung lão phúa. Vừa rồi chúng ta đã đi qua từng bước phụ âm trong tiếng Trung là thế nào, nguyên âm trong tiếng Trung là thế nào, dấu là như thế nào, ghép vào các từ là làm sao. Bây giờ chúng ta lên một bước cao hơn, chúng ta đi vào câu nhé, ghép nguyên cả câu luôn. Và khi mà đã đến được câu rồi, câu mà ghép chuẩn rồi thì chả có vấn đề gì lăn tăn là vấn đề phát âm tiếng Trung đối với các bạn nữa đúng không? Chúng ta tập thử nào. Khi mà hai chữ V như nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc nhé. Ní khỏ ní khỏ. Chữ V thứ nhất chuyển thành dấu sắc. Nguyên tắc hai chữ V như nhau, chữ V thứ nhất đọc thành dấu sắc. Chúng ta tập lại ní khỏ ní khỏ. Ní khỏ ma ní khỏ ma. Ní là bạn, khỏ là khỏe, ma là không. Ngữ pháp tiếng Trung thì nó na ná tiếng Việt mình, không có gì ghê gớm. Về sau mình sẽ dạy các bạn những ngữ pháp sâu xa hơn, nhưng mà bây giờ thì cứ giống như tiếng Việt mà ghép thôi. Bắt đầu tập nhé. Ní khỏ mắt, ní khỏ mắt, bạn khỏe không? Ủa khấn họ, ủa khấn họ là ủa là tôi, khẩn là rất, họ là khỏe. Tập lại nhé. Ủa khấn họ, tôi rất khỏe. Ủa bú thai họ, ủa là tôi, bú thai là không khỏe lắm. Bú là bu là không, thai là quả, họ là tốt khỏe. Chúng ta tập lại. Ủa bú thai họ, ủa bú thai họ, tôi không được khỏe lắm. Ủa dễ khấn họ, ủa là tôi, dễ là cũng, khẩn là rất, họ là khỏe. Tôi cũng rất khỏe nói nào. Ủa dễ khấn họ. Tập lại nhé. Ủa dễ khấn họ. Chúng ta tập lại thêm lần nữa. Ní khỏ, ní khỏ mà. Ủa khấn họ, ủa bú thai họ, ủa dễ khấn họ. Chúng ta đi tiếp. Nỉ lây mà, nỉ lây mà. Lây có nghĩa là gì? Mệt. Nỉ lây mà, ủa khẩn lệ, ủa khẩn lệ. Ủa là tôi, khẩn là rất, lây là mệt. Tập lại. Ủa khẩn lệ. Nỉ ai ủa mà, em yêu anh không? Động từ ai là yêu. Nỉ ai ủa mà. Ủa bu ai nỉ, ủa bu ai nỉ. Em không yêu anh, em rất, em yêu anh thì là ủa ai nỉ. Hoặc là bình thường ta nói là ủa, ủa khẩn ai nỉ, em rất yêu anh, đúng không? Ở đây ta có là ủa ai nỉ, tức là em yêu anh. Ủa là tôi, ai là yêu, nỉ là bạn, đúng không? Ủa bu ai nỉ, tức là tôi không yêu anh. Các bạn tập lại nhé. Nỉ lây mà, nỉ lây mà. Ủa khẩn lệ,
Nì ai ủa ma, ủa ai nì, ủa bù ai nì. Chúng ta quay sang đây, chúng ta ôn lại thêm vòng nữa. Cái này đọc là gì? Bạn tự đọc xem ạ. Ní hảo. Cái này đọc nào? Ní hảo ma. Cái này đọc nào? Ủa hẳn hảo. Cái này đọc nào? Ủa bú thai hảo. Cái này đọc nào? Ủa dễ hẳn hảo. Đây là đến 4 chữ V đúng không? Cắt ra làm 2 cặp thôi, đúng chưa? Ủa dễ hẳn hảo. Chúng ta đi tiếp. Nỉ lệ ma. Bạn mệt không? Ủa khẩn lệ. Tôi rất mệt. Nỉ ai ủa ma. Anh yêu em không? Ủa ai nỉ. Em yêu anh. Ủa bù ai nỉ. Em không yêu anh. Trên đây thì tiếng Trung .vn vừa hướng dẫn cho các bạn dứt khoát luôn cái phần phát âm trong tiếng Trung. Các bạn chỉ xem đi xem lại clip này nhiều lần là các bạn sẽ nhớ được toàn bộ hệ thống phát âm trong tiếng Trung. Nếu mà các bạn xem một số sách khác, bạn thấy phát hiện là cách làm của mình là cực kỳ ngắn và cực kỳ đơn giản, đúng không? Ở trong sách thì người ta viết rất dài và các bạn không cần quan tâm, bạn cứ đi theo cái phương pháp của mình. Bởi vì cái cách của mình là mình đã đúc kết từ trong tất cả các quyển sách đó ra, và mình chọn ra những cái thứ mà quan trọng nhất, dễ làm nhất để mình đưa ra một cái phương án thật nhanh, thật đơn giản, giúp bạn để nhớ được cái phát âm trong tiếng Trung. Chúng ta sẽ còn lại gặp lại nhau ở trong cái phần viết chữ Hán. Chữ Hán gồm mấy nét? Nét nào viết trước, nét nào viết sau? Câu chuyện của chữ Hán đấy là gì? Cách nhớ đấy, cách nhớ chữ Hán. Và lần lượt từng bài trong cái quá trình học tiếng Trung online. Thế nhiều bạn hỏi là cái chương trình học tiếng Trung online thì nó có gì hay? Thì mình trả lời là thứ nhất là bạn sẽ có một cái người thầy đi kèm các bạn trong suốt quá trình học từ Hán 1 cho đến Hán 4. Dù bạn ở xa thì bạn có thể kết nối với cả giáo viên là mình này, thông qua Facebook. Nó có một cái Facebook của các bạn học tiếng Trung online riêng. Thì các bạn sẽ đóng phí là 500.000 đồng gửi vào tài khoản của tiếng Trung.vn. Về cái số tài khoản thì bạn có thể lên trang tiếng Trung.vn, ấn vào mục học tiếng Trung online là sẽ có cái tài khoản đó. Sau khi các bạn gửi vào tài khoản đó thì là bên mình sẽ chuyển các cái tài liệu 100 chủ đề nói này, các cái chuyên đề ngữ pháp này, các cái bài học lần lượt từ Hán 1 cho đến Hán 4 về cái phương án học tiếng Trung online này. Đấy. Và các bạn cứ làm dần từng bài một. Đấy. Sau đó các bạn nộp bài tập vào trong nhóm Facebook của chúng ta, và tôi sẽ chấm điểm chữa các lỗi sai cho các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta đã giải quyết xong phần phát âm rồi. Tiếng Trung chấm điểm. Chúc bạn học tiếng Trung thành công.